Thời điểm từ 5 giờ cho đến 8 giờ sáng nay, tại vị trí xuất hiện rải nước có màu lạ trước đó, cá chết vẫn theo sóng ra vào bờ, bãi biển vắng bóng người dân. Tàu thuyền đánh bắt gần bờ đồng loạt phải neo đậu, không đánh bắt. Thưa quý vị và các bạn, theo như tìm hiểu của chúng tôi với những người dân của xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì hầu hết người dân ở nơi đây chưa từng chứng kiến hiện tượng thủy triều đỏ bao giờ. Và chính vì thế, trước hiện tượng xuất hiện rải nước lạ có màu đỏ nhạt trong mấy ngày gần đây, thì người dân ở đây tỏ ra rất là hoài nghi. Và điều bây giờ mà người dân nơi đây quan tâm nhất đó là chờ đợi câu trả lời cũng như là kết luận từ phía các đơn vị chức năng cũng như là các nhà khoa học. Bên cạnh đó, dòng nước lạ lại có xu hướng lúc đậm, lúc nhạt và dịch chuyển theo hướng từ phía nam sang phía bắc. Trước sự việc này, ngay chính người dân địa phương, những người đã gắn bó với biển nhiều năm qua, cũng cảm thấy khá lo lắng và cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Cá chết là cách 3 ngày rồi. Sáng nay là thu gom là khoảng được 2 hộ trên này là khoảng 1,5 cân, khoảng 15 cân. Cá nó chết nhiều quá, chết hàng loạt. Trong vòng chưa đến cỡ 500 mét mà chúng tôi đã đi là nhặt và bao. Mỗi lần như thế là mình kéo là vừa nặng mà đến là chưa đây là khoảng 500-600 mét mà đến là 13 lần chôn. 13 lần mình đào để chôn ạ. Theo cuộc trò chuyện của phóng viên Thời sự Đài truyền hình Việt Nam, thì sau cuộc họp kéo dài tới gần 23 giờ đêm ngày 4 tháng 5, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã nhận định đây là hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, các mẫu xét nghiệm thu về có chứa nhiều loại tảo độc khác nhau. Chính vì thế, các nhà khoa học tiếp tục tiến hành phân tích để xác định rõ tên của loại tảo gây nên hiện tượng này. Và trong thời gian đó, người dân vẫn đang ngóng chờ kết luận từ phía các nhà chuyên gia. Thì theo những nguyên nhân cái nước biển về mùa hè này á, thì thường thường là hàng năm là trong. Nhưng mà về năm nay là từ khi mà xuất hiện cái ô nhiễm cái cá chết á, là cái nước biển gần bờ này là đỏ mãi. Ngày hôm qua đến giờ mà có thể là coi như là cái tương lai sau này thế nào thì không biết, nhưng mà các cái nhà khoa học là nghiên cứu là sớm để đưa kết luận để cho bà con nhân dân là coi như là làm ăn về cái ngư trường biển. Mẫu nước biển từ dòng nước lạ đã được các nhà khoa học đến từ Đại học Tokyo lấy và tiến hành phân tích. Với sự cẩn trọng trong việc xét nghiệm mẫu nước, các nhà khoa học quốc tế cũng đang cố gắng để đưa ra kết luận cuối cùng trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt là bà con các địa phương ven biển Bắc.